Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn Facebook tạm thời. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần menu là cái phần ba gạch đây nè. Các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư. Rồi sau đó các bạn bấm vào cài đặt. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái phần trung tâm tài khoản này. Các bạn bấm vào một cái. Rồi sau đó các bạn bấm vào thông tin cá nhân. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản. Rồi sau đó các bạn bấm vào vô hiệu hóa hoặc xóa. Rồi sau đó các bạn chọn cái tài khoản Facebook của mình nha. Vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản Facebook này, thì ở đây nó có cho mình hai lựa chọn này nha, đó là vô hiệu hóa tài khoản và xóa tài khoản. Thì mình chọn vào vô hiệu hóa tài khoản nha, thì mặc định nó tự chọn vào đây rồi. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục. Vì lý do bảo mật, vui lòng nhập lại mật khẩu của bạn để tiếp tục. Thì bước này các bạn nhập lại cái mật khẩu của tài khoản Facebook các bạn vào nha. Rồi thì sau khi mình đã nhập mật khẩu xong, bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục. Vô hiệu hóa tài khoản Facebook này, thì ở đây nó có những lý do này nha. Các bạn thấy cái lý do nào phù hợp thì các bạn chọn. Mình thì thấy cái lý do đây là phù hợp nè. Đây là hành động tạm thời, tôi sẽ quay lại. Ngoài ra có những lý do khác nữa nha. Các bạn thấy phù hợp với mình thì các bạn chọn nha. Hoặc là các bạn bấm vào khác nè, sau đó vui lòng giải thích thêm. Rồi thì sau khi mà các bạn đã chọn một lý do rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục. Tạm ngừng sử dụng Facebook này, bạn có muốn đăng xuất không? Lưu bài viết trong kho lưu trữ, kích hoạt lại tài khoản, tự động kích hoạt lại tài khoản của tôi sau. Thì ở đây các bạn bấm vào cái mục đây để chọn này. Bây giờ các bạn muốn ẩn Facebook của mình tạm thời bao nhiêu ngày thì các bạn chọn nha. Ở đây thì nó có cho mình từ 1 ngày cho đến 7 ngày này. Hoặc là không tự động kích hoạt lại. Thì khi mà các bạn chọn vào không tự động kích hoạt lại á, thì đến khi nào các bạn muốn kích hoạt lại thì các bạn chỉ cần đăng nhập lại là được nha. Thì ở đây mình muốn ẩn Facebook tạm thời trong vòng 3 ngày thì mình chọn là 3 ngày nha. Rồi sau đó mình bấm vào xong. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục. Xác nhận tạm thời vô hiệu hóa tài khoản này. Trước khi bạn vô hiệu hóa, Messenger của trang cá nhân chính sẽ vẫn hoạt động. Rồi bây giờ các bạn bấm vào vô hiệu hóa tài khoản của tôi. Đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook của mình này. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn Facebook tạm thời. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.